chào mọi người. Ông Ví Gấu năm nay vừa mới dọn đến một vùng đất mới và khá là bận rộn cho những cái việc sắp xếp cuộc sống. Vì vậy nên hôm nay mới có thể chia sẻ với mọi người một cái video về chợ Giáng sinh tại đất. Mời mọi người cùng xem ở vùng đất mới này thì chợ Giáng sinh sẽ như thế nào nha. Chợ Giáng sinh là một trong những kiểu chợ truyền thống phổ biến được tổ chức vào dịp Giáng sinh ở thời Trung Cổ vào khoảng thế kỷ 14. Và cho đến nay thì chợ Giáng sinh vẫn là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các nước Đức, Áo và Đông Bắc Pháp trong dịp Giáng sinh cũng như được phổ biến đến nhiều quốc gia trên thế giới đó mọi người. Wow! Chưa gì hết đã thấy lung linh rồi, đẹp rồi. Dễ thương ghê luôn. Đang có xin. Cháu vừa mới tặng một ít tiền cho bạn đó. Đang có xin nè. Rồi bây giờ ông mấy cháu đã bắt đầu đi đến. Đó. Phim xem dân bộ sẽ anh thao phần nguồn là papier tuy đồ nên ức gì papier tuy đồ khá phục tuy đăng. Ồ, dạ. Gáo nói là hai cái cô kia đi chợ Giáng sinh, đó hai cô đang lượm đồ á. Đi chợ Giáng sinh mua đồ mà cái túi đựng nó bằng giấy á cho nên là mọi thứ nó đổ ra ngoài hết rồi. Ok, bag in kia. Rồi, ông với gáo đang trên đường đi tới chợ Giáng sinh nha mọi người. Thì mọi người hãy cùng ông và gấu đi khám phá xem chợ Giáng sinh ở bên Đức nó như thế nào nha. Hôm nay thời tiết khá là đẹp. Đó, mọi người còn thấy xung quanh đây các nhà hàng hiện tại đang, các nhà hàng, quán ăn cũng như là những cái chỗ mà bán quần áo này nọ nè. À, và chợ Giáng sinh ở xa xa kia rồi, còn khoảng tầm vài trăm mét nữa thôi là mình đã tới rồi đó mọi người. Mọi người thấy ở bên này lá mà rụng thì sẽ có chiếc xe nó đi dọn lá như vậy nè. Đó. Và đi quét đường. Mọi người biết sao rồi hết. Rồi, mình đã đến nơi rồi nè mọi người. Đây là chợ Giáng sinh nè. Và mình sẽ đi sâu vô trong nữa nha mọi người nha. Trời ơi, đẹp ghê chưa kìa. Wow, trang trí đẹp ghê luôn á. Rồi coi thử gấu đang làm gì đó. Gấu đang đi, vừa đi vừa nhún nữa. Đây. Đó, bên này là những gian hàng như là xúc xích, bánh mì nè. Rồi bên này là bán những cái sô-cô-la, những cái đồ ngọt dành cho những món quà. Ví dụ như là ở bên này người ta hay làm sô-cô-la đó, để mình mua, mình có thể tặng nhau. Ở trên này nó có thể có những cái câu nói của người Đức. À, mọi người thấy không? Lớt hát đu gạch cao.
Mantin, danke schön. Cháu mua cho ông Frohe Weihnachten. Cháu mua cho ông Mantin. Đó, và có nhiều những cái khác đẹp lắm kìa, mọi người thấy không? Wow, đẹp quá trời luôn, toàn là sô-cô-la, không có thể làm quà Giáng sinh. Và ở đây là các cái loại sô-cô-la khác nữa nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn ngon ghê luôn. À, rồi còn đây là làm kẹo bông nè. À, làm kẹo bông. Rồi còn bên này á, là mình có thể đi, ở bên này mình có thể uống rượu. Chỗ này là khu vui chơi cho trẻ em. À, ở bên này có Glühwein, là một loại rượu để giữ ấm á mọi người. Best Glühwein Skaufen. Ai mà tính? Dạ, biết sao? Ai mà tính? Dạ, dạ, biết sao? Rồi, bây giờ gấu sẽ đi mua Glühwein và ông bà gấu sẽ uống rượu nha. À, đây là một cái những rượu đặc trưng Giáng sinh mới có nè nha. À. Có thể là Glühwein hoặc là uống bia cũng được nha mọi người. Mình giờ này mình coi cho thử cái Glühwein nó ra làm sao nha. Hi. Hello. Hello. Hi. Mọi người có thể đứng ở đây để cùng với gia đình uống rượu với nhau trong dịp Giáng sinh. Rất là vui. Có thể ngồi ở trong uống cũng được. Và một cái wow, và một cái ly như vậy là 6 euro, 6 euro. Ja, 3 euro sind Pfand. Ach so. Gibst das Glas wieder zurück, dann bekommst du 3 Euro. Ah. Oder du behältst das Glas und hast 3 Euro dafür bezahlt. À, một cái ly như vậy là 6 euro. À, nhưng mà khi mà mình uống xong, mình đưa ly lại thì mình sẽ lấy lại được 3 euro nha mọi người. Và để vào được cái chợ Giáng sinh này á, thì mọi người phải có ít nhất là mình phải theo luật gọi là Zweige Regeln, đó là Geim oder Genesen, cho tất cả mọi người áp dụng từ 13 tuổi trở lên, tức là mọi người phải tiêm phòng rồi nè, và mọi người phải, nếu mà bị corona thì phải khỏe lại thì mới được vô trong này đó, rồi vẫn phải giữ những cái quy định như là phải có cái Impfnachweis bei Handeln, tức là mình phải có một cái sổ chứng minh là mình đã tiêm rồi, rồi mình phải giữ khoảng cách ít nhất là 1.5 mét so với người khác, rồi mình phải đeo mặt nạ và mình phải luôn luôn rửa tay bằng những cái nói chung là để cho nó chấm cái con virus đó mọi người, thì được đã áp dụng tất cả những cái điều này. Rồi, và gấu đã quay trở lại với hai cái gấu đã quay trở lại với lại hai cái bánh rồi.
đây bên này là một món ăn rice kuchen. Đó, đây là một loại bánh. Hello. Hello, can I have a eine bitte? Ja. Ja, eine Kuchen bitte. Ja, haben Sie belegt, dass Sie geimpft sind? Ich habe geimpft. Ja, ja. Haben Sie belegt? So, Moment. Man kann machen den Kuchen mit den Kartoffeln und was drinnen. Müssen Sie im Internet gucken. Ja, also. Das Rezept nicht rausgeben. Ach so, jetzt aber verstehe gucken ich. Sie im Internet. Ja, okay, mache ich. Reibekuchen. Ja. So, Sie machen wie die und dann später. Tức là họ sẽ làm cùng với bột, với trứng, với zusammen. Dạ, cùng với bột với trứng và sau đó là sẽ làm ra cái bánh như vậy đó. Đây là cái bánh chiên hồi nãy ông mới mua nè. Và ở trong này có khoai tây, có trứng, có bột và có queso nữa nha mọi người. Để ông ăn thử một miếng cho mọi người coi như thế nào nha. Ngon, giòn, mặn mặn, béo béo. Nói chung là cũng khá là đặc biệt đó mọi người. Mọi người khi nào mà sang Đức thì đi chợ Giáng sinh thì nhớ thử cái này nhé. Giờ ông đưa cho gấu ăn một miếng. Chắc nơi ông ăn hết thì ông vui chút nào. Mọi người ơi, bây giờ ở đây có bánh cá nè, cá sông khói nè, là một cái loại cá mà người Đức người ta làm xăng lên với lại khói và mình chỉ để như vậy mình bỏ vô mì ăn thôi. Và mọi người hãy coi cái menu nè. Đó. Đây là Roiker. Đó, Roiker tức là sông khói đó mọi người. Và ở đây có các loại cá khác nhau như là cá hồi, rồi cá này nọ nữa. Cái tên Aben. Và ở đây anh ấy đã có những cái loại phi-lê cá này nọ. Anh đã làm chuẩn bị cho bánh mì rồi. Nhưng mà ông thích mua cái loại cá bên này. So, it's not the eye and luck. Ja. Ja. Eine Lachsforelle oder eine normale Regenbogenforelle? Mehr lecker, bitte. Die schmecken beide sehr lecker. Die Lachsforelle ist vom Geschmacklichen her ein bisschen kräftiger. Ja. Die normale Forelle eher ein bisschen milder. Ich möchte etwas besonderes. So, bitte die andere. Ja. Die hier? Ja. Ja, der kann kommen und sehen. Bei glatt 10 Euro. 18 Euro? 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. Ja, ja. Machen wir. Rồi, con cá này là 10 Euro nha mọi người. Và đây là cá hồi sông khói. Sie hat alles selber gemacht? Ja, auch direkt vor Ort geräuchert. Yeah, wow, mà, mọi người xem kìa đó, ở trong đó. Wow, very good. Đó, anh ấy tự làm hết và anh ấy xông khói ở trong cái máy đó như vậy nha mọi người. Trời ơi, hay quá. Thank you. Sure. Yeah. Well done, can you mal beide kosten? Hồi nãy ông mua một cái ở trên rồi, bây giờ gấu muốn mua một cái ở dưới nữa. Rồi bây giờ tụi ông sẽ mua thêm cá nữa, mua con cá thứ hai. Lạnh lắm mọi người ơi. Đây là một cái chợ Giáng sinh khá là nhỏ ấy, mọi người. Ở đây thì bán bát kartoffel là khoai tây kiểu như khoai tây nướng vậy, khoai tây chiên. Ôi cái nhà này dễ thương quá. Cũng là một cái quán rượu. Thì mọi người sẽ thấy phía xa là một cái nhà thờ. Cái nhà thờ rất là dễ thương luôn. Nó đang đi mua đồ cho. Nó mua sô-cô-la nóng cho hai đứa uống.
wenn er bei ihr von Anhalt zu Anhalt. Đây, ở đây thì mọi người có thể thấy các cái loại nước uống nè. Nước uống nóng, Blue Sky là đó, cô đó cô đang pha một cái ly. Vậy ơi một phần. Merry Christmas for Weihnachten. 6 euro và cũng như ở chỗ khác là sẽ ít vi susan này, đăng khác. Xe tiếp. Vậy ơi cô cầm mà điện thoại. Rồi tí nữa uống xong thì có thể trả lại cái ly và hiếp, cảm ơn hiếp. Ok. Dạ. Đang kia đe. Và mọi người ơi, lạnh quá cho nên là ông ấy nói sẽ mời mọi người bây giờ uống sô-cô-la nóng nha. Mọi người nghe tiếng chuông nhà thờ không? Âm nói nó ra hơi luôn rồi mọi người. Lạnh quá trời lạnh luôn. Khá là lạnh mọi người. Và ngày hôm nay ở cái chợ Giáng sinh này, đây là một cái chợ Giáng sinh khá là nhỏ. Ông với gấu mới cái đi chưa được 5 phút là đã hết cái chợ Giáng sinh này rồi. Đe đi đi vai nắng mát đi is a bit and kind nữa. Sit do yes soon fatig on as hip nít mẹ. Ja, das Problem ist Corona. Viele Stände hier, die haben geschlossen oder die sind nicht gekommen wegen Corona, weil sie nichts verkaufen dürfen. Ach so, gấu nói là thường thì chợ Giáng sinh sẽ lớn hơn, nhưng mà vì năm nay là Corona và Corona đã kéo dài 2 năm rồi cho nên là. Aber auch gedacht wir haben mehr. Aber ich vermute mal Corona, dass viele viele aufgegeben haben und nicht gekommen sind. Die Stände da, die anderen Stände, die geschlossen sind. Thì gấu nói là coi như là Corona đã ảnh hưởng và rất là nhiều tiệm người ta cũng đóng cửa và mọi người cũng thấy là cái tình trạng là rất là ít người đi xung quanh đây và các cái cửa hàng người ta cũng đóng cửa nhiều hơn so với lại các cái năm trước. Chứ những năm trước thì sẽ đông người hơn và đặc biệt là sẽ có nhiều cửa hàng hơn để chúng ta xem nữa đó, mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều cửa hàng đã đóng cửa rồi. Đó, cho nên là hiện tại bây giờ ông với gói sẽ đi tới đây để coi thử những cái đồ điêu khắc rất là đẹp nè. Thiên thần điêu khắc rất là đẹp luôn. Guten Abend. A bên chào Vi Su Sa mình. Ich war schon in der Zeitung. Yeah, du bist schon in der Zeitung, aber yes, sie können in meiner Kanal. Ach so. Ja, danke schön. Wow, đẹp quá. Wow. Was möchtest du denn? Ob es gibt etwas über der Bär und die Bienen? Nee, gibt keine Berge, gibt nur ein Schweinchen. Keine Bär und keine Bienen. Ja, aber keine Biene. Ach so, Biene. Ja, Biene. Ja, Biene. Weil ich bin eine Biene. Ja, wir haben eine riesige Biene, ich bin der Bär. Nhưng mà nó có con gấu thì mọi người dễ thương hơn con gấu. Eine Krippe, die kleine kostet 10 Euro und die große 15. Wow. Also auseinanderschieben kannst du das nicht. Nee, das ist ja eins dann. Das ist ja so wieder zusammengeklebt. Wow, đẹp quá. Ich brauch mal die Kleine. Sie machen selber alle. Für alles nicht, aber ein Großteil. Wow, es ist sehr schön. Oh, Bär, ich sage bitte eine Glücksschweine. Welche Glücksschweine? Ja, und eine Bär. Glücksschweine? Ja, und eine Bär. Ja, wir haben es gehört. Ein Glücksschwein? Und eine Bär. Das? Für die Glücksschweine oder für ein Schwein? Ja, eine kleine Schwein und eine Bär. Für ein Schweinchen und ein Bär mit. Ja. Einer? Ja, und für ein Bär dann da. Dann Bär, ja, richtig. Ja. Ha. Không có con ong cho nên sọt sữa vớt kiến. Oh,
rồi, không nói là mua thêm cái này. Dạ, dạ bé. Das kleine? Dạ. Besser die große. Besser die große. Dạ. Das sieht sehr gut aus. Die große besser. Ja, okay. Dạ. Haben Sie gehört. Danke schön. Rồi, như vậy là đã mua được những thứ khá là dễ thương ngày hôm nay rồi. Wow, tất cả những cái này đều là handmade. À, là handmade. Rồi, đặc trưng từ đất nha mọi người. Đây là những thiên thần nè mọi người. Đẹp ghê luôn. Ich habe noch einen Flyer da reingepackt, wenn ihr das haben wollt. Danke. Nicht nur zu Weihnachten, auch nach Weihnachten. Ne? Và đây là những trái tim nè. Ich denke an dich. Rồi, anh ấy rất là vui sau khi mà tụi em đã mua đồ cho anh ấy. Rồi uống xong thì phải bỏ rác vô. Và đem cái ly lại trả. À số, gấu không muốn đem cái ly lại trả. Mastic du trai ơi luôn. Ja, das sind nur 2 Euro, aber ich will okay. Okay, rồi, lấy luôn cái ly cũng dễ thương mà. Ok. Hello mọi người, như vậy là ngày hôm nay ông và gấu đã chia sẻ với mọi người về chợ Giáng sinh ở Đức như thế nào rồi. À, mọi người nhớ ủng hộ ông với gấu bằng cách like, comment cũng như là đăng ký kênh để cùng đi với ông và gấu trong những chặng đường mới và xem những cái video khác của ông và gấu nữa nhé. Thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Và chúc mọi người cùng gia đình một mùa Giáng sinh an lành nha.